phà phương xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn hôm nay đang kiểm hàng nè mọi người kiểm hàng để đóng hàng cho khách nha cái này là nước hồng sâm collagen lộ, tức là thành phần trong này gồm có hồng sâm nè gồm có collagen nè gồm có lậu nè ba cái thành phần chính trong cái sản phẩm này đây là một cái loại nước giải khát uống cho đẹp da collagen thì uống đẹp da lậu thì chống oxy hóa sâm thì uống cho khỏe nha mọi người Đó. Còn đây là kiểm cái thùng hàng nước đông trùng hạ thảo gôn nha Đó, cái gôn là hộp màu vàng Một cái hộp này là nó có 30 túi nha Mỗi túi là 70 miêu Đó, Kiểm ra mọi người chơi trước khi mà giao hàng cho khách là phải mở ra kiểm mà Có đúng không? Chứ lấy lộn hàng là giao cho người ta không được Thì ở đây giao từ Sài Gòn mà là giao lên tốt trên Bình Phước lắm do đó mà cứ phải khui ra kiểm tra xong rồi, rồi mới dán lại đóng gói dán lại giao cho khách đó. nước đang kiểm hai cái thùng là thùng đông trùng hạ thảo với lại cái thùng nước hồng sâm collagen lựu nha mọi người Nên mọi người xem cái hộp nó là một thùng là một hai ba bốn năm hộp nha một thùng là năm hộp mỗi hộp là ba mươi gói mỗi gói là năm mươi mil mọi người xem cái hộp đó mình phải chụp hình lại để mình lưu lại nha mọi người để mình à, mình giao cho bên kia mình giao qua dịch vụ mà đâu phải là đem đến tận nơi đâu cái đó là phải kiểm trước tỷ lưỡng xong rồi mới đóng lại dán lại nước hồng sâm đông trùng hạ thảo samsung hộp vàng 6 năm tuổi là sản phẩm nước đông trùng hạ thảo kết hợp hồng sâm nội địa hàn quốc là sản phẩm của thương hiệu Samsung Biofarm Hàn Quốc. Nước hồng sâm đông trùng hạ thảo Gon hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, làm giảm quá trình lão hóa cơ thể, hỗ trợ bảo vệ phục lục phủ ngũ tạng, gan thận vân vân, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý cho cả nam và nữ, giúp tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi, chăm sóc cơ thể, giúp ăn ngon ngủ ngon, hỗ trợ phòng chống các chứng bệnh về hô hấp như hen phế quản viêm phế quản viêm phổi lao phổi và các bệnh về phổi giúp bồi bổ cơ thể cho người bị suy kiệt đặc biệt tốt cho bệnh nhân sau khi ghép tạng sau phẫu thuật người hay dị ứng do thời tiết hỗ trợ làm giảm mỡ máu và chống sơ vữa động mạch rất tốt cho người bị cao huyết áp huyết áp thấp tắc nghẽn mạch máu não giúp làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể chậm thời kỳ tiền mãn kinh đối với phụ nữ kéo dài tuổi thanh xuân đặc biệt tốt đối với người thận mãn tính suy thận hen phế quản xỉn rất tốt cho người bị tiểu đường muốn cải thiện sức khỏe giúp bảo vệ gan hỗ trợ điều trị viêm gan cấp mãn tính sơ gan gan nhiễm mỡ tốt cho người có bệnh dạ dày đường ruột v v cách sử dụng. Mỗi ngày dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần một gói uống trực tiếp, uống sau hoặc trước bữa ăn 15 đến 20 phút, không dùng cho trẻ em. Để mua hàng, xin gọi điện đến số 0925366299 để được tư vấn và mua sản phẩm. Nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ shop Hà Phương.